Thì cái Vario cho 50 xe này cái nồi zin nó đang bị hơi hú xào xào quá nè. Mình test cái nồi zin trước khi làm cho anh em xem nha. Khắc phục các lỗi rung rần ở đầu luôn rồi. Ok, mình làm xong mình quay cho anh em xem khác biệt, mình test luôn. Đây, sau đây là bộ nồi có Vario thay lọc gió. Xe này mình làm full nồi mở tua, thay dẫn bi bẻ độ, mình dớt theo bài để nó mở cái tua lên đây luôn. Còn xin nó thưởng lên tới đây thôi, khoảng 120 thôi. Đây, mình làm bố chuông và xô thay một cái đồ chơi luôn. Cái xe nó chạy nó mạnh hơn, bốc hơn, nó ít tiết kiệm xăng hơn nha. Cái gì này chạy thời gian nó đóng bụi rồi. Bây giờ mình lắp vô, mình test tốc độ, mình chạy thử cho anh em xem nha. Đây, sau khi mình ráp cái nồi vô, mình test cho anh em xem nó khác biệt nha. Làm mở tua luôn. Cho anh em xem nha. Được 154 luôn, nãy zin được có 120 mấy nè. Anh em nhu cầu liên hệ mình nha. Đây, tiếp tục công việc của anh em khách nha. H300i, H350 đi lăng Vario Full Chalet. Vario đời cũ, Basic, Winner X, Winner thường, Exeter, Vision. Mình có làm đầy đủ hết nha. Nay là khá đông xe luôn, cố gắng đủ thông xe cho anh em nha. Đây, nhà còn một số xe đang dọn sơn, làm máy, đồ luôn. Đây, Vision, Rubias, quay. Đây. Sáng sớm mở cửa đón khách sớm nha. Nghĩ nồi bô Vario, nồi bô đi lăng làm nồi với láp 300 mi nè.